Ok, và chào các bạn, và chào tất cả các bạn đến với cái kênh của mình. Thì mình là Hắc Bài Gamer đây. Và video lần này là mình sẽ chơi một cái game Dragon Quest cùng với một cái chủ đề rất là hay dành cho các bạn, là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để bung thiên tường. Thì đây là một cái loại game mà do admin game không có để ý tới, và và mình đã tìm ra được cái loại đó. Thì thì cái loại này nó sẽ giúp cho các bạn là các bạn có thể bung thiên tường một số nơi thôi các bạn, chứ không phải là những cái bức tường này ha. Mấy cái bức tường này các bạn không có cách nào bung ra được, cho nên rất là khó, cũng rất là mất thời gian và cũng có tờ phí tham. Và mình cũng sẽ có một cái thông báo luôn cho các bạn là mình sẽ không làm video hướng dẫn hack nữa. Vì có một số lý do á, là lý do đầu tiên mình muốn nói á, là khi mình hướng dẫn bạn cách hack thì nhưng mà mình thấy á, là cái video của mình á, cái số lượt xem của nó lên rất là cao và nó sẽ truyền tới tay của admin game, và admin game sẽ fix rất là nhanh vì nhờ cái video của mình. Mặc dù mình có video hướng dẫn các bạn cách hack nhưng mà sẽ bị fix rất nhanh vì admin nó sẽ truyền tới admin á, thì admin nó sẽ fix lại thôi. Và đó là do đầu tiên mình sẽ không nhận phải hướng dẫn các bạn cách hack nữa. Và cái lý do thứ hai là khi mà các bạn hack nó sẽ làm mất công bằng game. Và hồi lúc mình nghĩ á, là mình hướng dẫn các bạn cách hack đi thì các bạn sẽ giúp cho các bạn kiếm tiền rất là nhanh, mà các bạn sẽ có xe các kiểu. Và mình nghĩ đó là một điều tốt, nhưng mình lại không nghĩ đến hậu quả của nó. Vì thế thì lần này mình sẽ rút kinh nghiệm và mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách hack nữa. Và mình cảm thấy nó rất là chán luôn. Mình gặp mấy thanh niên mà mình chơi cướp mà định mệnh nó là nó hack mà nó chơi police á, nó chơi cảnh sát mà nó không cho mình cướp. Quá thì chứ, mình đang vô cướp băng nó chạy vô cái sèo đó không phản ứng kịp gì hết. Cuối cùng là mình không kiếm được tiền, cũng rất là ức chế luôn. Và cuối cùng là mình hot game nghỉ, và nó sẽ làm cho game bị nát và không còn ai chơi game Dragon Quest nữa. Đó là lý do thứ hai, và cũng là lý do mà tại sao mình lại không ra video hướng dẫn hack nè. Thì các bạn không nên phải không kêu mình comment là bạn hack này fix rồi anh ơi, không hack được nữa thì mình cũng chịu luôn, mình sẽ không làm video hack nữa, mà mình sẽ làm những cái video về mẹo cách chơi hay là hướng dẫn bạn cách để bung nè. Đó là do lỗi game ha, lỗi game không giống hack. Thì nếu có lỗi gì đó thì mình sẽ nói cho các bạn biết, làm video hướng dẫn bạn cách cái mấy cái lỗi đó và mấy cái mẹo các kiểu. Thì đó là những cái mình muốn nói trong cái video lần này, thì mong các bạn sẽ không yêu cầu mình hướng dẫn hack nữa nha. Và mình cũng mong là các bạn sẽ ủng hộ mình những video lần sau mà không phải là video hack. Thì video này thì bây giờ mình sẽ qua chủ đề chính, đây là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách hack, phải cách hack và làm cách boom xuyên tường. Thì khi mà nhưng mà nó boom xuyên tường thì các bạn sẽ thấy thì nhiều người mình xem thì rất là khó với các bạn, nhưng mà các bạn xem video này thì nó rất là easy. Các bạn chỉ cần xem video này các bạn sẽ biết làm ngay thôi, cũng giống như các bạn ăn cháo mà các bạn nếu cần đũa thì đó. Thì mình sẽ không dài dòng nữa, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bung thiên tường mà do admin game không để ý tới mà đã làm thành một cái lỗi. Thì chúng ta hãy bắt đầu video thôi. Let's go nào. Thì khi mà các bạn muốn bung thiên tường á, mình xin nói luôn là mình chỉ kiếm được 3 nơi để các bạn hãy bung thiên tường thôi, và mình sẽ giới thiệu từng nơi cho các bạn ha. Thì mong các bạn sẽ không skip cái video này và xem hết video này của mình. Thì cái nơi đầu tiên mà mình muốn nói cho các bạn á, là cái hàng rào nhà giam, đây mấy cái hàng rào ở đây, chỗ nào vẫn có thể bung được hết ha. Thì khi mà các bạn chơi á, các bạn đợi 20 giây, các bạn không cần đợi đâu, các bạn có thể bung qua luôn. Và các bạn thì bình thường các bạn sẽ chạy ra ngoài này, mạng lên, mạng vượt một cái kiểu, nhưng mà bạn muốn có súng các bạn nên là chỗ này nè, bạn có thể bung chỗ này luôn. Thì bung thế nào thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn ngay đây. Thì các bạn phải bấm ngồi xuống cho mình trước, có nằm xuống, ha. Rồi tiếp đó các bạn hãy đi vào cái hàng rào mà các bạn muốn bung. Đây mình sẽ bung vào cái hàng rào này ha. Bạn giữ cái nút W cho mình, giữ cái nút đi tới á. Tiếp đó các bạn hãy chuyển cái góc nhìn của bạn vào cái hàng rào mà các bạn muốn bung. Đây như vậy ha, đó các bạn sẽ chuyển như đây ha. Thì đây các bạn cứ làm giống mình ha. Đó, bạn phải chuyển cái góc nhìn vào bên phía trong này. Tiếp đó các bạn hãy dơm lại, mà dơm lại cũng giống như là các bạn kéo con chuột lại đó, lăn chuột vô vậy, lăn con chuột vào góc nhìn thứ nhất, đó, nó sẽ như vậy ha. Và tiếp đó các bạn hãy bấm đứng lên cho mình. Thì cái nơi thứ hai mà mình muốn nói cho các bạn là cái nhà tù này, và cái đồn cảnh sát này ha. Thì cái đồn cảnh sát thì có tới 3 chỗ rồi các bạn có thể bung.
đấy. Thì đây cái chỗ đầu tiên nè, các bạn thấy ha. Thì các bạn phải kiếm cho mình những cái chỗ mà có ghế á, thì cái chỗ những cái chỗ mà không có ghế thì các bạn sẽ không buông được, ok. Thì cái buông này cũng giống như cái buông trong cái nhà giam lúc nãy ra đầu tiên mình chỉ thôi. Thì cũng rất là easy, ok. Thì các bạn chỉ cần nằm xuống để vào, để cái đi vào cái chỗ mà có một cái ghế phía trước như bạn thấy ha. Tiếp đó các bạn hãy xây con chuột vào bức tường của bạn muốn buông này như vậy ha. Tiếp đó các bạn hãy kéo con chuột lại, hoặc bạn hãy bấm nút cách nhảy lên vài cái. Rồi không được, ôi không được, cứ làm lại thôi chứ sao giờ, định mệnh á. Ok bè, các bạn cứ tiếp tục làm vậy ha. Hoặc đó, đó như bạn thấy thấy bông được thôi, bạn cứ cần nhảy vài cái lên thế vào được, các bạn sẽ ngồi một cái ghế rồi, như rất là đẹp trai các kiểu. Đó, như là như không có chỉ cái gái chứ, what the fuck. Thì có ba chỗ nha, thì ok, thì đây mình ra ngoài chính. Tiếp tục. Bùng mét. Ok, lúc nãy là mình bung mà mình không có kẹt với mình không đi ra được. Thì đó là một cái điểm rất là quan trọng ha. Khi mà các bạn vào được đây rồi đó mà các bạn không có kẹt thì bạn sẽ bị kẹt ở trong đây luôn. Thì đó là một điều rất là đáng buồn, nhưng mình chỉ các bạn thêm một cái nghẹo nữa là khi bạn đã bung vào được đây á, hãy lại chỗ này lấy cho mình một cái shotgun. Fuck đó. Bạn cứ đợi thằng cái xác nào hồi sinh đó, bạn sẽ lấy cây này bạn chọc đít nó cho nó chết và bạn sẽ lấy kẹt đây ra ngoài thôi, rất là easy. Ok, thì đây thì mình nói rồi, đây ba chỗ lận, thì đây cái chỗ đầu tiên ha. Tiếp tục là cái chỗ này. Đó, cái chỗ này vẫn bung được ha, như cứ giữ lúc nãy thôi đây. Đó, nhảy lên vài cái là vô được. Ok, đẩy vào thì các bạn cứ đẩy vào hướng vào cái bức tượng mà bạn muốn bung á, kéo con chuột vô đẩy như này, nhảy lên vài cái thì nó sẽ bung được ha. Bạn phải cần một thời gian ha, một thời gian các bạn mới vào được. Một phát giờ mình đéo vào được. Why? Oh man, giờ mình không vào được rồi. Ok đi, thì bên đây vẫn có thể làm được các bạn. Tao dò đi please. Phát cho nó lên phía trên không vậy? Đó, các bạn thấy miếng ghế nè, nếu mà cái tay của bạn mà đụng vào cái ghế là có thể nó thành công rồi đó. Thôi, nhưng mình nghĩ hai cái gác khó bung á, các bạn nên là chỗ cái kiến này nó dễ một chút. Ok, thì đây là cái chỗ thứ hai mà mình muốn nói cho các bạn nha. Thì hai cái chỗ này vẫn hơi bung được nha, nhưng mà mình không hiểu tại sao khi mình làm cái điều hướng dẫn thì nó đéo cho mình vào, nó mắc dài vậy liền. Ok, đã đi, thì bây giờ mình sẽ qua cái chỗ thứ ba mình sẽ hướng dẫn các bạn nha. Ok, và cái nơi thứ ba mình muốn nói cho các bạn biết là một cái nơi ở ngoài thành phố, là cái nhà giam. Phải nhà giam mà là cái đồn cảnh sát ở ngoài thành phố, ok. Thì cái nơi này thì có hai chỗ mà các bạn phải bung được vào trên tường ha. Thì ra thì cái chỗ đầu tiên á là cái chỗ đằng này, các bạn phải xem chỗ nào có cái ghế á thì nó sẽ bung được thôi. Thì đây cái chỗ nào có việc cái dãy ghế luôn này, thì các bạn sẽ bung ở bên ngoài biên kiến này, như bạn thấy ha. Chỗ này các bạn sẽ bung một cái bức tường bên đây đó, rất là dễ thôi. Thì cái hướng dẫn bung thì mình đã làm rồi, đây mình sẽ làm lại cho mình xem ha. Bạn sẽ nằm xuống, ok, hướng vào bức tượng bạn muốn bung. Tiếp đó bạn hãy kéo con chuột vào chỗ mà bạn muốn bung, thì đang ở đây ở ngoài góc nhìn ở phía ngoài, em phải góc nhìn là góc nhìn thứ ba đó. Kéo vào đây, tiếp đó các bạn hãy chuyển góc nhìn thứ ba thành góc nhìn thứ nhất cho mình, là góc nhìn thứ một đó. Rồi dơm con chuột lên cho mình, nó sẽ như vậy. Tiếp đó các bạn hãy bấm cách nhảy lên vài cái. Đó, bấm cách một cái thôi là vô được, những bạn thấy rất là easy luôn. Ok, thì còn một chỗ bên này nữa, nhưng mà chỗ này nó rất là khó vào. Đó, bạn chỉ cần spam nút cách cho mình, nhưng mà không chịu vào nữa, bạn thoát, bạn phải thoát ra nữa. Ồ, và bạn đúng rồi, bạn thoát ra rồi tiếp đó bạn hãy làm lại cho mình. Ok, chỗ này hơi bị khó ha, bạn nên bung cái bức tường bên kia, nó rất là khó nhìn, và phải có nhìn nó rất là an toàn luôn, rất là khó mà có ai có thể tìm ra bạn được ở trong cái chỗ đó. Còn cái chỗ này thì khi lỡ thì cảnh sát mà chạy ngang thấy bạn thì nó sẽ lại bắt bạn các kiểu, ok. Thì đó, như bạn thấy đó, mình nó bung vào được thì nó rất easy luôn. Nãy giờ mình nói câu easy thì cũng chục lần rồi, ok. Yeah, thì mình nghĩ là cái video này chắc cũng sẽ kết thúc thôi, và mình xin thông báo luôn là thì gần thì cũng sắp Tết rồi, thế mình sẽ kết video lại một chút, thì mong mọi người sẽ cứ ủng hộ mình thôi. Yeah, và video này á, thì mình cũng đã hướng dẫn xong cho bạn cách để bung xuyên tường rồi, và mình sẽ không làm video về hack nữa. Thì
Nếu bạn thấy video này hay thì bạn đừng quên để lại cho mình một like, một share, một subscribe, một comment. Nếu các bạn có những ý kiến thắc mắc thì các bạn hãy xuống và bình luận cho mình. Ok. Và chào tạm biệt tất cả các bạn và chúc các bạn ngày tốt lành. Ok. Bye.